Thôi sẽ ác hiểu khi ua, dị ní chắc chắn ốc cốp tức ua làn tàu hông lì sừng, hông lông chia các kế uốn mà, bác lông chia uốn nọ ua hầu, ua hẹ hậu nốc băng. Thế nhị ní, đại chân na hăng mua gọi chua hẹ hậu thả dòng ốc cốp. Nhà xe cha ít thế chỉ tính trả để hết từ, từ hông thái chân na hăng, mua ông tàu thả dừng, thế bà chua tàn tròn tàu thả. Đã ít dùa ta xưa lần tàu kì, dàn chín tàu kế khư. Ta xin ra bè chùa ta ẻ thế thân nì. Tư ua tàn tàu dạ hạ hậu, chỉ mua thế tử quân lần. Đại thế thân nì nhị nì mua trâu hạ hậu thả sông ốc cô. Nhà hậu mua hạ hậu thả lau chinh. Và cha san tuyết hông thái in chỉ im lưng. Thế cha san tuyết hông thái lục trang. Đàn đại chốc lau hạ hậu tẻ là phát giải bè chinh. Và tao chữ hèn, rong chuông, tí rùa khao trăng, theo cha sát tuyết hồng thái in chỉ âm lừng. Hiện nay hợp tác xã đã có nhìn hai sản hợp tác xã mà ai hà hậu thả ô cố, y hà hậu thả lao trình, y hà hậu thả bé trình. Thế nhìn đi hợp tác xã, dùa xí xa thị trà thả dòng phán tường, đã ô chan tăng tài, kêu quên kế hà hậu tuổi trí trình, thế vừa ô mùa một tết tháng ác dàng. Để hướng đến xuất khẩu. Mươn tàu tế ảnh, tư bé mẹ chia bé xanh sửa sân phú chăn na hang phụ trẻ dù mùa dưới riêng. Thống tên, hậu lưu dù mùa, trời dù trời chỉ ninh, sau là trời. Phành tàu di mũ mùa trần thay trẻ. Chia liên kết theo ổ tài hạ hậu. Sửa sân phú tiếp khi tàu hợp tác xuống, rồi có ổ tử nền khách chuông. Chia cài thêm nụ các kỳ, cụ lý bé mẹ hậu mùa hạ hậu. Tên lầu phong văn tiến truyết thành, nhà xã Nam Mưu. Dạ y hậu tê dị dù mùa dạ xin tàu chồng tại sự sân phù. Tì lâu tiến tư ba mẹ tê dị nâng tè các kế tư dù. Dì nì, tuyết thanh mùa cha bé chào xú mùa. Phải phát cha dừng, tì lâu sau là cha y bùa lì xin. Rằng gây mùa tư bé bùa, tàu bó bùa chứ chờ thiết y lì, ta mùa dì tiền. Dì nì cha na hăng tư quần tàu tài, chị lưu mình xí mùa sân phù. Xí giờ ua chị hậu chị chống á thiên đến cậu y, á thiên đến cậu chi. Mua di mối trái chắc tranh ốc cốm tại chay, khi tại cho hè hậu ua thở hú rừng một trọc khuôn. Mật ong ở trên này mình gọi là mật ong rừng, tức là chủ yếu ong đi hái lượn tất cả các loại cây rừng. Nó khác với mật ong ở vùng thấp là nó chỉ là dân hoa, hát rừng. Cho mối tư mùa thiến là tư thế dạ bé hát rừng, tàn trở tế cháy tỷ. Tựa tư mùa các kế xe ăn tà nì, khi đàn trọng tờ hì dù, rờ tràn tông ô chuông. Cô yếu cho dòng rừng tế bé tin tông chuông. Bé phuyền chế chân giả hát hậu, truyết thanh nhẹ xe cho hát hậu nì, chân hát hậu ốc cốt, dạ khi đã trong mùa. Cái sản phẩm này nó sẽ được trở thành cái sản phẩm ô cốp để có thể mình vươn xa hơn, thị trường nó rộng lớn hơn. Đại cha ta xiết nì, cha tranh ô cốp tức ua trầu lưng xiết đã uốn nan tại bê tỉnh. Chỉ tàu muôn tàu hét hậu ô cốp, ta xuyên trở hậu lược khi ua rừng, tranh cương, thế thì xiết uốn tại bê tỉnh, thế chuôn tận hai trường. Cha tranh ít rùa ít hét hậu. Do khi tại các cái chia hậu phụ trợ uốn nan tại trẻ tranh chiếc cái khứ nì. Hiện nay chúng tôi thu mua măng của bà con để làm sản phẩm tại măng khô. Mà uốn cho khua. Nhà thẻ hạ hậu là công sản phẩm thảo ô cốp. Được công nhận là sản phẩm ô cốp. Hiện tại thì Đào Vị đang duy trì cái sản phẩm ô cốp là bún khô bằng gạo bao thai, nguyên chất. Trong cái thời gian tới thì sẽ đăng ký thêm một nhìn số nhìn cái tại Đa Vị, tiếp tục chua hai hậu ốc cốp và phanh cuồng, thiết thứ bao thay. Măng khô. Xe ăn tài nì, dưới chuyện tí ít thịa cho hoa cầu thả ốc cốp, tranh chén dành cho cuồng, trẻ, tím lòng luôn. Thiết thị trẻ ít thịa cho hoa cầu tiền. Khảo hai hậu thả ốc cốp là, không lựa liên kết mùa hai hậu là dương gì, thì thay và khuyên chỉ chùa nó bạc tên. Nhìn nì bếp tiếp một lần tàu mùa hốt tiền thay tết trời. Rồi là các địa phương khác đến ăn. Đấy, rất là ngon. Đặc biệt là hiện nay là tiêu thụ
ở trên địa bàn toàn quốc là rất là nhiều. Tên tôi sáng tàu gì? Phát giải hai hậu ốc cơm trần tàu tôi sáng. Tàu chìa giờ hôn lực khứ trái ít thịa dị ua nốc cưng, ua phi nốc cưng. Vì lì, chìa thi thân, ba mẹ tự dị nè ca xìa thê chuông, phụ trẻ hai hậu ốc cơm. Ủy ban bánh tỷ cho Na Hang được khí tại chị Dương, khi ua cha chàng ít dùa ít hai hậu đại chảy. Chị sống ở thiên hình cậu y, ở thiên hình cậu chi. Nhà hậu, hậu bánh tỷ tê cha chanh. Các kế ba mẹ ta sinh, chân, kia lâu khi uồn. Nhà hậu dưới sĩ giờ tha tử, khuất hìa tê tốt tố kèn, khi uồn dừng chắc chanh ốc cố. Thưa cho uồn nà, tê hợp đặc xuồn, bác uồn nà thiết tê dị uồn nà, kia thiết thơ phụ cho uồn nông công trả kế hát hậu muộn. Rồi khi đã chờ cho công lừng, trả kế hát hậu muộn, thêm thế cho mùa truân trình. Thì thơ thừa cho ở hậu lử, lệnh nền phụ trợ ở nông công, cho dòng sống trước tên đại trẻ. Đối trước phụ tràng, thì trả lưu mình trở cậu trầu hạ hậu là công dành cho các thiên hình cầu. Các cái phụ trẻ tại hạ hậu chính đại trẻ là công dành tì bác chi tù bác chi, thì tì bác chi chế tù chi chi. Khánh tàu kỳ, phát giải tại hạ hậu ô cốm tại trai, chỉ cho các thiên hình cậu y, các thiên hình cậu chi. Sau khi có chỉ dẫn địa lý rồi thì muốn ta xác dựa hậu bảo tàng do ba bé cha hai hậu mua là muốn ta theo đường muốn tao nên bắt giờ chia dúa đường nhìn nề cha biết thật tránh giờ lời ta gì do sĩ ta tha phen chia thật tránh giờ đường chất lượng nó tốt hơn. Đối với địa bàn Thân Phú thì thứ nhất là về cái chè thì theo chỉ dẫn địa lý là chè trong Tết Na Hang thì trong năm 22 này thì trên ta xuất sản phẩm tỷ y từ một tông chay muốn ta sai hiểu trào cho sang tuyến Na Hang hoặc chống ngất thiên ảnh gạo ăn thăng treo của pháp bát đèn rùa tiếp đuôi kẻ hợp tác rùa phuyền chế lưu minh tỷ thơ và hai hậu ốc cô phi giả ua chế chống ngất thiên ảnh gạo ăn ba cha san tuyến tại Na Hang thiên đài hợp tác rùa phía trang thờ sống ốc cô lan tàu về thờ tránh giả mua môn ta theo đuổi cho ý thì hai hậu đè linh cho khuôn đảng ủy là chính tay thơ của sách dùa tàng nhị ní bất thành chùa muôn chùa nhờ giờ tôi kẻ là dân thiết thờ tránh giả chống ngất thiên ảnh gạo ăn rồi do sách dùa tờ hai hậu cho khuôn cho con do mùa trở bất thành hậu trai thiết tình kể cả măng chua để đáp ứng cho nhu cầu của bà con nhân dân trong huyện cũng như là trong tỉnh. Khi đã uốn trải các kế thờ hú sừng, uốn tay hè hậu thờ sừng, bảo vệ cho nhân thờ uốn nọ uốn hậu, chơi dòng phao băng lưu minh và chi tỉnh, phuần chế để giả công thân, chơi dòng sừng tay chúa đèn tay chờ, trở uốn nọ theo phụ trẻ hè hậu. Qua tàn tàu và hè hậu thà tránh giả mưa hậu lựu truân trình mưa nhia trật tu công tài trẻ bé tránh tư khi ùa cha tranh tết trẻ thị trẻ dễ ra chiêng cha tranh ô cốp tư thi thơ trật lông chiêng phuần về chữ gì hậu phe nâu công dễ dàng đào hè hậu thà tránh giả tư cha tranh nì ra là muôn tài trẻ tranh lan tàu nình hậu tết trẻ dưới chừng là mùa muôn tàu siêu thị bé uốn dễ giả phụ tràng tỷ sĩ già khi uế chắc chắn ốc cố, tê hạ hậu tranh tài trẻ, tê khẽ tình là lưu minh, phuền chê tranh già, theo lần tàu hình bó già. Rau hồng thái thì vừa rồi là sử dụng rau hồng thái cũng tên là na lẩy, rau tên là ke, mùi. Nhà sẽ ăn tại Na Hang nguồn tàu chờ mùa hậu nhất liền. Nhà bê tỉnh vừa là rau củ trấu na hậu. Rau để cho nó đảm bảo cho nó yên tâm. Huyện Na Hang cũng rất là quan tâm đến các cái sản phẩm đặc sản của địa phương. Thông qua các cuộc hội trợ tổ chức ở trong Na Hang tư sách dùa tại tế hạ hội chính đại trẻ. Thầu tế hội kia khứ hô sinh thức tính ác trẻ. Theo ấn hậu của hậu tức lãng tế, cho thịa thật bê tình thế tế hợp đặc sự hậu trang. Chỉ thấy chua tế hội kia khứ, lãng bê hạ hội tại trẻ. Chẳng chân nhị nì, trai tư môn lưu minh sau khủ sừng. Tế bê tình mùa là sau khủ tại không thầy. Thế chờ mùa sau khủ sừng tại không thầy tư lạc hiên tại lẻ Na Hang. Bệ sinh tư nhiệt sẽ dưới chừng, bệ sinh Na Hang tước hùa rau hồng thái nọc ta. Người dân của Na Hang là đều khen rau của hồng thái là rất là ngon. Ở
quan chỉ chùa tại Na Hang của tàu phơi tràng, quan chỉ chùa tuân tại nì, tuy nhiên là tên sau mạng, dù tế hạ hậu một trình, vị lý cho Na Hang, tiêu phuyền chế tranh giả tế hạ hậu ốc cố, của lý tuân ra thời trọng quán năng, tế thân chỉ chùa, kia plan bề tế hạ hậu tạc quan chỉ chùa. Để thực hiện được mục tiêu duy trì và phát triển các sản phẩm ô cốp thì chúng tôi đề ra các giải pháp. Các nguồn từ tài quế trôi các vườn chè tại hạ hậu ốc cố, bên tiêu khí tận tàu các kỳ. Địa phương tỷ y và cho khí nguồn làm ta chờ mới hạ hậu. Tập trung chuẩn hóa sản phẩm theo hướng nâng cao hơn và đảm bảo cái mẫu mã bao bì cũng như duy trì cái chất lượng sản phẩm. Bây giờ thi thơ nguồn nó trở thiết tưởng, thôi chúng ta thiết định có ý tư nguồn là từng. Chúng có thiết định có án mì, bây giờ cảnh tí thì hạ hậu, giữa môn ta sát dùa. Trong năm 2021 thì hạ hậu tìm lâu chinh, kết quả tương đối tốt. Thì trang tí ta sát dùa hậu bầu, trở ít thì hạ hậu, trở cho sáng tuyệt. Theo tình, bây giờ bé cả bó cường, nguồn tăng tài sát dùa hậu bầu, đại cho Na Hang. Sao lên 5 sao. Một số sản phẩm xây dựng thêm cái chỉ dẫn địa lý cùng với chè san tuyết. Chúng tôi đang dự kiến đưa rượu ngô men lá trở thành chỉ dẫn địa lý thứ hai của huyện Na Hang. Chà Na Hang được sĩ giả uẩn, địa chỉ cho ngất thiên đến cậu yên, á thiên đến cậu chi, đại trai mở hè hậu ô cốt, thờ chi chi, thép bê hè hậu tàu phụ trẻ tu bao chi. Phái giấy nền gọi chua hè hậu thay chua cha chạy ô cốt, thờ bê chi giấy tăng. Cho dùng dùng tế hậu lị hoàn lần tại sở qua kinh mạng blog.com. Giới thiệu trẻ cơ sở dữ liệu chát tranh ô cốp, ba mẹ trở công cư trở kẻ cụ chuông, thiết đùa xóm mừng, lan về cho hai hậu ô cốp đại trời.